lâu đài Leibnitz thuộc về gia đình quý tộc Liechtenstein từ giữa thế kỷ 13. Sau Thế chiến lần thứ hai, lâu đài bị Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Tiệp Pháp tịch thu, quốc hữu hóa thành tài sản quốc gia từ năm 1945. Ngày nay lâu đài được Bộ Văn hóa Cộng hòa Séc quản lý thông qua Viện Di tích Quốc gia ở Praha, chi nhánh khu vực Brumeli. Lâu đài là một trong những di tích được nhiều du khách ghé thăm nhất ở Cộng hòa Séc. Việc tái thiết lâu đài theo phong cách tân Gothic vào thế kỷ 19 đã biến nó thành một lâu đài lãng mạn, được bao quanh bởi một trong những công viên lớn nhất châu Âu, gần 200 hecta. Ở đây du khách có thể tham quan khu nhà kính trồng cỏ, đài phun nước Venice, cầu dẫn nước La Mã, pavilion Trung Quốc, nhà thờ đạo Hồi nhỏ và những tàn tích thành Nhan. Nhờ sự kết nối độc đáo của các di tích kiến trúc với thiên nhiên xung quanh, toàn bộ khu vực Leibnitz và Van Chiết đã được thế giới công nhận và ghi vào danh sách di sản thế giới của UNESCO vào năm 1996. Thông tin lịch sử đầu tiên đề cập đến địa phương này bắt đầu có từ năm 1222. Vào thời điểm đó, ở đây đã có một pháo đài Gothic với một trang viên. Năm 1249, Josef Václav I đã cho quý tộc người Áo Siegfried Sirotek mượn khu này. Vào cuối thế kỷ 13, chủ sở hữu của toàn bộ lâu đài Leibnitz và Mikulov gần đó là quý tộc Liechtenstein, đến từ Styria Áo. Người này đã dần dần thâu tóm, sở hữu nhiều tài sản đất đai ở cả hai bên biên giới giữa Morava và Áo. Các thành viên của gia đình dòng họ này đã rất thành đạt và thăng tiến trong quân đội và vào thời kỳ phục hưng họ cũng đã rất thành công trong kinh doanh. Kể từ nửa sau của thế kỷ 15, các thành viên của gia đình đã làm việc ở chính quyền cấp cao nhất của tỉnh. Tuy nhiên, một sự thay đổi cơ bản về vị trí của gia đình ở Morava xảy ra dưới thời các anh em Karol, Maximilian và Vandaka. Thông qua các cuộc hôn nhân với dòng dõi quý tộc giàu có ở Morava là Sonohovsky ở Moscovis, hai anh em Karol và Maximilian đã kiếm được khối tài sản kích xù. Ban đầu, hai anh em, giống như cha và ông, theo đạo Tin lành Lutheran, nhưng sau đó họ đã cải đạo chuyển sang theo đạo Công giáo, mở đường cho các hoạt động chính trị tiếp theo. Điều này đặc biệt liên quan đến Karol, người từng làm việc tại triều đình hoàng đế Rudolf II. Năm 1604, ông trở thành thống đốc tỉnh ở Morava và năm 1608, ông trở thành vua Matthias II, sau này được công nhận là công quốc Opava. Trong cuộc khởi nghĩa Stavros của các quý tộc Bohemia chống lại triều đình, ông đã đứng về phía triều đình Habsburg chống lại quân khởi nghĩa và đã tham gia trận đánh ở Núi Trắng. Trận này, quân khởi nghĩa đã đại bại và toàn bộ tài sản của giới quý tộc tham gia khởi nghĩa đã bị tịch thu hoặc bị ép bán với giá rẻ. Năm 1620 bằng cách mua các tài sản bị tịch thu có hệ thống, Liechtenstein đã trở thành gia đình giàu có nhất ở Morava và thay thế dòng họ Zelotini. Quỹ đất khổng lồ đã mang lại cho họ những khoản lợi nhuận lớn và cũng tạo điều kiện cho họ kinh doanh xây dựng hoành tráng tại Leibnitz. Trong thế kỷ 16, Hartmann II, cổ nhà Liechtenstein, đã cho phá bỏ pháo đài nước có từ thời trung cổ ở địa phương và xây thay vào đó bằng một lâu đài thời phục hưng.
Vào cuối thế kỷ 17, tòa nhà này đã bị phá bỏ và một lâu đài Baroque mới được xây dựng ở đây với công viên rộng lớn được thiết kế đẹp và một trường dạy cưỡi ngựa hoành tráng được thành lập do Jan Bernhard Fischer ở Eclat thiết kế. Giữa thế kỷ 18, lâu đài lại được xây dựng lại vào năm 1815. Các công trình ở khu vực phía trước của lâu đài và một phần của lâu đài Baroque đã bị dỡ bỏ. Diện mạo ngày nay của lâu đài có từ những năm 1846 đến 1858, khi hoàng tử Liechtenstein Alois II quyết định là thủ đô Viên không còn là nơi thích hợp để tổ chức các lễ hội mùa hè, nên ông đã cho xây dựng lại Leipzig thành một dinh thự mùa hè tiêu biểu theo phong cách Gothic kiểu Anh. Các sảnh đại diện ở tầng trệt nay là khu tham quan số 1 được trang trí trần chạm khắc, tường ốp gỗ và trang bị nội thất chọn lọc, được sử dụng để tổ chức các cuộc dạ hội lộng lẫy của giới quý tộc châu Âu. Trên tầng 1 của lâu đài, bạn có thể tham quan các phòng riêng của quý tộc Liechtenstein. Trên tầng 2 có các phòng cho trẻ em và gia sư, cùng với bảo tàng múa rối Milan cờ ngũ giác.